Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Hôm nay là thứ sáu, ngày 10 tháng 6. Tôi là biên tập viên Hải Hằng. Còn tôi là Thanh Huyền và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng điểm qua những nội dung nổi bật của chương trình hôm nay. Một vụ tai nạn xe buýt thảm khốc đã xảy ra tại một hẻm núi ở Sao Paulo, Brazil, khiến cho ít nhất 18 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương. Một trong những nguyên nhân khiến người bệnh khiếp sợ căn bệnh ung thư là vì quá trình điều trị đau đớn dai dẳng. Để giúp người bệnh vơi đi phần nào khó khăn khi chiến đấu với bệnh tật, một phương pháp điều trị giúp giảm đau cho bệnh nhân ung thư vừa được giới thiệu tại Việt Nam. Mùa hạ đến cũng là lúc mùa sen về, nhưng những cơn mưa nặng hạt những ngày qua đã khiến cho nhiều đầm sen không còn giữ được vẻ đẹp. Cùng phóng viên của Sống 24 giờ khám phá một đầm sen hiếm hoi đã vượt qua được thử thách của thời tiết. Và câu chuyện buổi sáng, học sinh cả nước đã bước vào kỳ nghỉ hè và câu chuyện sân chơi cho trẻ em lại trở nên nóng hơn. Không chỉ thiếu về không gian, các sân chơi cho trẻ em thành phố cũng chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo về chất lượng. Tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates tặng 100.000 con gà cho người nghèo trên toàn thế giới. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức tuyên bố hậu thuẫn cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng thông qua một đoạn video. Video ủng hộ của ông Obama đối với bà Clinton được tung ra ngay sau khi Tổng thống gặp ông Sanders ở Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua. Tuyên bố ủng hộ của ông Obama mang tính lịch sử vì bà Clinton được coi như là phụ nữ đầu tiên đại diện một đảng lớn tranh cử Tổng thống trong lịch sử 240 năm của nước Mỹ. Bà Clinton cũng đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Obama đã ủng hộ mình trong cuộc tranh cử Tổng thống. Với sự ủng hộ chính thức từ ông Obama, bà Hillary sẽ có cơ hội thu hút thêm một lượng lớn cử tri, nhất là đối tượng thanh niên, người da màu. Ông Obama là tổng thống hiếm hoi sau nhiều thập kỷ kết thúc hai nhiệm kỳ tổng thống mà vẫn giữ được tỷ lệ ủng hộ trên 50%. Qua đó có các sự tác động không nhỏ vào cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Hãng tin Reuters vừa đưa tin cách đây vài giờ một vụ tai nạn xe buýt thảm khốc đã xảy ra tại một hẻm núi ở Sao Paulo, Brazil, khiến cho ít nhất 18 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương. Theo cảnh sát Sao Paulo, qua điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc trên là do tài xế đã bị mất lái, khiến cho chiếc xe buýt đâm vào barrier, sau đó lao thẳng xuống khe núi ở Sao Paulo. Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng cảnh sát và nhân viên y tế đã lập tức có mặt tại hiện trường để cấp cứu những người bị thương. Cảnh sát địa phương cho hay chiếc xe buýt gặp tai nạn khi đang trên đường chở học sinh từ thành phố Moridad, Curitiba tới thành phố Sebastião, ngoại ô Sao Paulo. Đường cao tốc nơi xảy ra tai nạn cũng đã tạm thời đóng cửa. Theo Reuters, cảnh sát Iraq vừa mới cho biết là ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom xe riêng biệt vào ngày hôm qua, mùng 9 tháng 6, theo giờ địa phương, tại thủ đô Baghdad của Iraq. Trong vụ đánh bom đầu tiên tại một con đường thương mại sầm uất, một quả bom xe phát nổ đã khiến ít nhất 15 người chết, hơn 50 người bị thương ở Baghdad al-Zabida, một quận nằm ở phía đông của thủ đô Baghdad. Vụ đánh bom thứ hai nhằm vào một trạm kiểm soát của quân đội Iraq ở Taji, phía bắc Baghdad. Kẻ đánh bom tự sát đã lao xe chở đầy bom vào đây, khiến 7 binh sĩ thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Theo truyền thông địa phương, tổ chức Hồi giáo IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành hai vụ đánh bom đẫm máu trên. Venezuela đang phải đối mặt với tình trạng an ninh bất ổn nghiêm trọng khi hàng loạt các cuộc biểu tình đòi Tổng thống từ chức vẫn liên tiếp xảy ra trong những ngày qua. Theo Reuters, cảnh sát Venezuela đã buộc phải sử dụng hơi cay để trấn áp những người biểu tình phe đối lập trong một cuộc đụng độ gay cấn vào đêm ngày hôm qua, mùng 9 tháng 6, theo giờ Việt Nam. Theo đó, một nhà lập pháp phe đối lập đã bị thương khi cảnh sát Venezuela dùng hơi cay và vũ trang để trấn áp những người biểu tình đòi trưng cầu dân ý phế truất Tổng thống Nicolas Maduro. Những người biểu tình thậm chí còn ẩu đả với cảnh sát để có thể tiến vào văn phòng hội đồng bầu cử quốc gia ở trung tâm thủ đô Caracas. Đây là lần thứ tư trong những ngày gần đây cảnh sát nước này phải dùng những biện pháp mạnh để có thể đối phó với làn sóng biểu tình ngày càng mạnh mẽ. Một máy bay chiến đấu F-5 thuộc đội bay trình diễn Bortolisius của quân đội Thụy Sĩ đã gặp sự cố và lao xuống đất khi tham gia một triển lãm hàng không ở căn cứ không quân tại Hà Lan. Chiếc máy bay F-5 đã gặp nạn khi tham gia trình diễn ở sự kiện diễn ra tại thành phố Leeuwarden ở cách thủ đô Amsterdam 150 km về phía Bắc.
Được biết, phi công đã kịp nhảy dù trước khi máy bay chạm đất và nổ tung. Tuy nhiên, chưa có thông tin gì về tình trạng hiện tại của viên phi công này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ tuy đã xác nhận thông tin về vụ tai nạn, nhưng không cung cấp thêm thông tin gì về nguyên nhân của sự cố trên. Hãng tin AFP cho biết cảnh sát Colombia đã vừa bắt giữ tên tội phạm có biệt danh ông vua doping theo yêu cầu từ phía nhà chức trách Tây Ban Nha vào tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam. Ông vua doping Alberto Beltran, người mang hai quốc tịch Tây Ban Nha và Colombia, đã bị cảnh sát Tây Ban Nha phát hiện truy nã trước đó vì tội buôn bán ma túy. Theo cảnh sát Colombia, Alberto Beltran là người đứng đầu một mạng lưới phân phối các loại thuốc doping cho các vận động viên, đặc biệt là những vận động viên đua xe đạp. Hiện Beltran đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Bogota và sẽ được bàn giao cho cảnh sát Tây Ban Nha trong thời gian sớm nhất. Trang tin Euronews vừa mới đưa tin, một tòa án ở Pháp vừa ra quyết định phạt hãng Uber 800.000 euro, tương đương với khoảng hơn 900.000 đô la Mỹ, vì tiến hành các dịch vụ taxi bất hợp pháp khi sử dụng các lái xe chưa qua đào tạo chuyên nghiệp. George Coty, giám đốc của hãng Uber tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi, cùng với người quản lý của hãng Uber tại Pháp là Thibaut Simphan, đã bị kết tội liên quan tới việc điều hành các dịch vụ taxi bất hợp pháp Uber Pop. Theo đó, ngoài khoản phạt hơn 900.000 đô la Mỹ dành cho công ty Uber, thì cá nhân George Coty cũng bị phạt hơn 33.000 đô la Mỹ và Simphan là gần 23.000 đô la Mỹ vì vi phạm của mình. Ngoài ra, thì Uber Pop hiện cũng đang bị cáo buộc là dịch vụ bất hợp pháp ở tại Ý, Tây Ban Nha và Đức. That had disturbed public. Chuyển sang các tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi kết thúc thi các môn toán, văn vào hệ công lập, vào ngày hôm qua ngày 9 tháng 6, các thí sinh Hà Nội đã hoàn tất bài thi môn tiếng Anh, điều kiện và các môn thi chuyên. Sáng hôm qua, các thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh điều kiện bắt đầu cuộc đua vào các trường chuyên. Có gần 7.000 thí sinh dự thi, trong đó vắng 105 em. Nhiều thí sinh tại Hội đồng thi Trung học Phổ thông Chu Văn An đánh giá đề vượt sức, thời gian thi 120 phút, nhưng nhiều em làm xong sớm. Đề gồm có 100 câu, các thí sinh thi chung một đề có cả tự luận và trắc nghiệm, điền câu trả lời luôn trên đề. Em thấy bài dễ, như kiểu bài lớp 6 ấy. Nó cũng chỉ khá như đề đại trà của các kỳ thi học kỳ của các phòng giáo dục và đào tạo rồi. Dạ, đề thi tiếng Anh thì cũng khá khó ạ. Thì em cũng dành khá nhiều thời gian để làm. Nhưng mà thì cũng phải cuối giờ mới ra được khỏi phòng ạ. Buổi chiều các thí sinh thi vào hệ chuyên tiếp tục thi các môn văn, toán, tin học, sinh học, tiếng Pháp và tiếng Nhật tự chọn với thời gian làm bài là 150 phút. Phần lớn các em đều rất tự tin và cho rằng đề thi không quá khó. Về toán thì em thấy phần chắc phần khó nhất là đối với em thì em thấy phần bất ẩn thức khó nhất. Đấy. Còn toán thì em làm cũng kiểu cũng bình thường. Anh nghĩ là em viết ngắn hơn với cả cái mức em cần. Đề thi không khó. Nhưng mà có nhiều câu kiểu lừa học sinh. Đa phần các em thi vào trường chuyên đều có học lực giỏi và có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Do đó, các bậc phụ huynh đều rất lo lắng và hy vọng con mình sẽ đỗ vào một trong những trường trung học phổ thông hàng đầu. Mình thì rất là muốn con vào cái môi trường của trường chuyên Chu Văn An này, bởi vì là cái môi trường này thì rất là tốt. Con về con rất là thích trường đẹp này, rồi thì cái khuôn viên sư phạm rất là tốt. Đấy. Kỳ thi rất căng thẳng nhưng mà anh, gia đình nhà anh là tạo mọi điều kiện cho cháu là yên tâm thi đạt kết quả cao và cháu mong muốn của cháu là được vào trường chuyên Chu Văn An và cháu sẽ cố gắng học theo hết sức của cháu. Cháu thì cũng tương đối tự tin để thi vào đây thì thành tích của cháu thì là như là năm vừa rồi ấy, thì là cháu được giải nhì em yêu lịch sử cấp quận rồi giải ba thi văn cấp quận. Thế cháu được cái giải cây bút trẻ triển vọng của cái thi viết thư UEU. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội, ông Nguyễn Hiệp Thống, chiều ngày 9 tháng 6 có hơn 3.100 thí sinh dự thi, chia 137 phòng, 111 thí sinh vắng mặt, một em bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng. Ngày 10 tháng 6, các em sẽ bước vào ngày thi cuối cùng để lấy điểm xét tuyển vào 4 trường chuyên.
Buổi sáng, thí sinh thi các môn vật lý, lịch sử, địa lý trong vòng 150 phút. Buổi chiều thi hóa học, tiếng Anh với thời gian làm bài là 120 phút. Chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2016. Thời điểm này thì các sĩ tử đang lo lắng ôn tập dùi mái kinh sử để chuẩn bị tốt cho kỳ thi năm nay. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì năm nay có một tín hiệu đáng mừng, đó là lượng thí sinh tham gia xét tuyển đại học cao đẳng sẽ giảm 15% so với năm ngoái. Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay ước tính chỉ có khoảng 850.000 so với con số 1 triệu thí sinh vào năm ngoái. Điều này sẽ giúp cho việc xét tuyển nhanh hơn, thí sinh không đi lại vất vả dẫn tới tình trạng lộn xộn như năm 2015. Lý do của việc đăng ký tuyển sinh giảm là do học sinh lựa chọn học nghề và làm việc theo sự phân công của thị trường lao động, thay vì chỉ chăm chăm lao đầu vào đại học mà không biết đầu ra thế nào. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có sự thay đổi tích cực nhằm cải thiện những thiếu sót của năm ngoái. Cụ thể là siết chặt quy định ưu tiên theo đối tượng, khu vực, bỏ điểm sàn cao đẳng, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng xét tuyển, được phép tuyển sinh theo nhóm trường. Hiện tại, Bộ đang rà soát danh sách thí sinh chuyển về các cụm thi để đánh số báo danh và kiểm tra những nơi khó khăn để xử lý vướng mắc. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sẽ kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 4 tháng 7, gồm 70 cụm thi đại học và cao đẳng và 50 cụm thi địa phương. Thường thì người Việt chúng ta ít khi tự hào về chiều cao, đặc biệt là khi so sánh với các nước phương Tây. Điều này không phải là không có cơ sở khi theo một nghiên cứu mới đây của tờ tạp chí nổi tiếng của Anh là Telegraph vừa công bố về chiều cao của các nước, thì Việt Nam lại nằm trong nhóm có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới. Theo bản đồ này, thì chiều cao trung bình của người dân Việt Nam tính theo chiều cao của nam giới nằm trong top 10 nước người dân thấp nhất thế giới. Các nước có người dân thấp nhất thuộc về châu Á và Nam Mỹ. Indonesia là quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất 1,58 mét, tiếp đến là nước Bolivia 1,6 mét. Vị trí thứ 3 là Philippines với chiều cao trung bình 1,6,19 mét. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 với chiều cao trung bình 1,6,21 mét, còn Campuchia là 1,6,25 mét. Chế độ ăn thiếu cả lượng và chất, đặc biệt là không đủ vitamin D, canxi cho trẻ và thói quen lười vận động, tiêu thụ nhiều rượu bia là những nguyên nhân khiến người Việt thường xuyên bị xếp vào nhóm có chiều cao lùn nhất. Người dân Hà Lan dẫn đầu với chiều cao trung bình 1,8,38 mét, tiếp đó là Montenegro, Đan Mạch, Slovenia, Cộng hòa Séc, Na Uy và Croatia. Đối với những bệnh nhân mắc ung thư, đặc biệt là ung thư giai đoạn cuối, thì đau đớn là cảm giác đáng sợ nhất. Cảm giác đau không chỉ làm suy sụp tinh thần của người bệnh mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống và đặc biệt là làm giảm hiệu quả điều trị. Và để giải quyết vấn đề này thì ngành y tế Việt Nam đang có kế hoạch áp dụng phương pháp mới để giảm đau cho bệnh nhân mà không cần dùng morphine. Ngày hôm qua, tiến sĩ Eric Krakow, một chuyên gia giảm đau hàng đầu của Mỹ, đã có buổi làm việc với các bác sĩ ở tại Hà Nội về các phương pháp điều trị mới này. Để giảm đau, các bệnh nhân mắc bệnh ung thư thường sử dụng morphine. Tuy nhiên, morphine lại không sẵn có và không phải bệnh nhân nào cũng đủ điều kiện kinh tế để sử dụng loại thuốc giảm đau này lâu dài. Lo ngại hơn, đây có thể cũng là nhóm thuốc gây nghiện. Để giảm thiểu những hạn chế trên, một số bệnh viện tại Việt Nam đã áp dụng các phương pháp giảm đau mới cho bệnh nhân. Thanh Pôn là một cái cơ sở đi đầu về thực hiện các cái kỹ thuật điện quang can thiệp để điều trị giảm đau. Và điều trị giảm đau bằng phương pháp điện quang can thiệp chỉ là một cái mảng nhỏ trong chăm sóc giảm nhẹ. Và chăm sóc giảm nhẹ như giáo sư Eric Krakauer nói đấy, nó gồm có nhiều những cái khái niệm khác nhau. Từ những cái chuyện là chăm sóc về tâm lý, chăm sóc dùng thuốc, rồi các cái biện pháp điện quang can thiệp, các biện pháp điều trị chuyên khoa khác nữa để mà làm sao giảm được cái nỗi đau của bệnh nhân cả về thể xác lẫn về tinh thần. Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam có đến 73% số bệnh nhân HIV/AIDS và 79% số bệnh nhân ung thư báo cáo là có đau kể từ khi chẩn đoán. Trong khi đó, cảm giác đau phản ánh tình trạng bệnh tật và là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng bệnh tệ hơn. Chính vì thế, chăm sóc giảm nhẹ có vai trò rất lớn trong quá trình chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Được biết, ở những nước phát triển, mô hình này đã được triển khai khá mạnh và được thực hiện đồng bộ từ tuyến cơ sở đến trung ương. Hiện nay, hầu hết chúng ta sử dụng morphine trong điều trị giảm đau cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ung thư. Chúng ta nên biết, morphine rất độc hại bởi ngoài tác dụng giảm đau, chúng sẽ gây ra những phản ứng phụ tới hệ thần kinh của con người. Vì vậy, việc áp dụng các phương pháp chăm sóc giảm nhẹ để giảm đau cho bệnh nhân sẽ giúp người bệnh không đau đớn.
Bên cạnh đó, để đào tạo nhân viên y tế thực hiện được các biện pháp giảm đau này rất đơn giản, không hề mất thời gian. Và tại Việt Nam, muốn có hiệu quả cao, thì nên xây dựng mô hình chăm sóc giảm nhẹ đồng bộ từ tuyến cơ sở đến trung ương. Với bệnh nhân mắc ung thư, gánh nặng kinh tế cho chi phí khám và điều trị bệnh không hề nhỏ. Mô hình chăm sóc giảm nhẹ không chỉ giúp giảm chi phí này, mà còn là giải pháp hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân. Và việc áp dụng mô hình này trong thời gian tới là trách nhiệm mang tính y đức của hệ thống y tế Việt Nam. Trong khi miền Bắc mưa dông thì tại Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết vẫn khá nắng nóng. Thời tiết oi nóng thì phải giải nhiệt và mỗi người thì có những cách riêng của mình. Vừa qua, một số người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã dùng điều hòa tự chế bằng thùng xốp để đối phó với nắng nóng. Tuy nhiên, loại điều hòa tự chế như thế này có thực sự hoàn toàn an toàn với sức khỏe của người dân? Một chiếc thùng xốp, một cái quạt điện mini và một đoạn ống nước như thế này. Rất đơn giản, lắp ráp vào thì đã có một chiếc điều hòa tự chế sử dụng ngay. Mỗi khi sử dụng, chỉ cần bỏ đá vào thùng xốp, đậy nắp lại rồi bật quạt, hơi lạnh sẽ tỏa ra làm mát dịu cả căn nhà. Những chiếc quạt handmade được làm như thế này chỉ mất tổng chi phí khoảng 200.000 đồng. Chúng thích hợp và cũng được ưa chuộng, nhất là sinh viên, công nhân, eo hẹp về kinh tế. Nhà trọ của em thấy tiền nên không có máy lạnh. Thấy trên mạng cũng hướng dẫn máy lạnh tự chế, thấy cũng hay hay và dễ làm. Nên em làm theo và thấy cũng rất mát. Những ngày trời nóng như thế này có nó thì cũng mát không thua gì máy lạnh. Tuy nhiên trên thực tế, những chiếc điều hòa tự chế này chưa hẳn đã tiết kiệm hơn so với các loại máy lạnh chuyên dụng khác. Một người từng sử dụng điều hòa tự chế cho biết, tiền mua đá lạnh cho 1 giờ đồng hồ sử dụng mất khoảng 2.000 đồng. Tiền điện chạy quạt mất khoảng 50 đồng 1 giờ. Một ngày nếu dùng liên tục từ lúc nóng, tức khoảng 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mất hơn 18.000 đồng tiền đá. Cái tiền điện để trả máy lạnh thì nó cũng ngang nhau, nên tụi em ít khi dùng. Khi nào trời nóng quá mà chịu không nổi nữa thì tụi em mới dùng. Nguyên tắc hoạt động của điều hòa tự chế, tương tự quạt hơi nước, quạt phun sương đang được sử dụng phổ biến. Chúng có tác dụng làm mát cho những người không có điều kiện dùng điều hòa nhiệt độ. Theo các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, sử dụng máy điều hòa tự chế tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người dùng. Cái cơ chế của cái cách tự chế như thế là làm cho không khí ẩm hơn, làm cho không khí dịu xuống bằng cách là những cái hơi mát từ cái đá ở thùng xốp hoặc là những cái quạt mà tạo hơi ẩm. Thì đương nhiên trong cái không khí, về mặt không khí thì mang lại sự dễ chịu, nhưng mà nếu như những cái không khí đó, những cái chất đó mà nó không tốt, nó mang lại nhiều cái vi khuẩn thì lại càng dễ dàng hơn về cái sự nhiễm trùng. Về cái không khí trong phòng, nếu những người bị bệnh mãn tính, bị hen, thì khi với những cái không khí ẩm quá như thế hoặc là thay đổi đột ngột như thế thì cũng có thể làm cho lên cơn hen. Cho nên cũng phải cẩn thận với lại những cái cách tự chế như vậy. Các bác sĩ cũng khuyến cáo, nếu muốn đảm bảo sức khỏe lâu dài và có nhu cầu sử dụng thường xuyên, điều hòa nhiệt độ chuyên dụng là lựa chọn tốt nhất. Nếu không có điều kiện mua điều hòa thì dùng máy lạnh tự chế. Cần chú ý sử dụng nguồn nguyên liệu sạch để làm lạnh, vệ sinh thùng đá hàng ngày và không phả trực tiếp hơi lạnh vào cơ thể, đặc biệt vùng mặt, cổ. Chỉ nên sử dụng trong thời gian ngắn, sau đó ra ngoài nhiệt độ bình thường một lần. Phòng sử dụng quạt lạnh cần thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ. Tối ngày 7 tháng 6 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, chung kết Hoa khôi áo dài 2016 đã khép lại với vương miện cao nhất được trao cho Diệu Ngọc, cô gái 25 tuổi, chiều cao 1m80 đến từ Đà Nẵng. Theo thể lệ cuộc thi thì Tân Hoa Khôi sẽ là gương mặt đại diện cho Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh là Hoa hậu Thế giới 2016. Tuy nhiên, ngay sau cuộc thi thì nhiều người bày tỏ lo lắng là vào thời điểm thi Miss World vào tháng 11 tới thì Tân Hoa Khôi đã quá tuổi, do đó sẽ không được tham dự. Theo các bình luận đăng tải trên các trang sắc đẹp uy tín như Missology hay Global Beauty thì độ tuổi dự thi Miss World từ 17 đến 25 tuổi. Trong khi đó, sinh ngày 19 tháng 10 năm 1990, chỉ còn ít tháng nữa, Diệu Ngọc sẽ bước qua tuổi 26. Vì thế, người đẹp này khó có cơ hội cạnh tranh với các thí sinh khác. Trước đó, hậu Iceland 2012 Mary Hugh cũng bị quá tuổi khi tham gia Miss World vào thời gian cô tròn 26 tuổi, do đó đã bị loại. Tương tự, Jenny Blanco cũng phải thoái vị khỏi ngôi Hoa hậu Cộng hòa Dominica năm 2012 vì lý do tương tự.
Tuy nhiên, đại diện ban tổ chức cho biết, quy chế của cuộc thi Miss World là thí sinh không quá 26 tuổi ở thời điểm đăng ký dự thi. Chính vì vậy, ở thời điểm này, khi đăng ký cho Diệu Ngọc thì cô vẫn hoàn toàn nằm trong độ tuổi cho phép. Ban giám khảo chọn cô làm hoa khôi là vì cô có khả năng cắt guốc, sự tự tin và trình độ tiếng Anh tốt. Bên cạnh đó, người đẹp này cũng có vẻ đẹp đằm thắm phụ nữ, thanh lịch, phù hợp với tiêu chí sắc đẹp của cuộc thi đề cao vẻ đẹp nhân ái. Từ nay, du khách khi đến với thành phố biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sẽ có thêm một địa chỉ hấp dẫn để ghé thăm khi địa phương này đưa chợ đêm vào hoạt động. Chợ đêm sẽ giới thiệu nhiều mặt hàng, ẩm thực đặc trưng của xứ biển Bình Thuận đến với du khách trong và ngoài nước. Từ khi đi vào hoạt động, đông đảo dân địa phương và du khách đến tham quan mua sắm thưởng thức các món đặc sản phổ biến. Chợ đêm Phan Thiết là mô hình xã hội hóa do một công ty đầu tư với quy mô 174 quầy hàng. Vào thời điểm đi vào hoạt động, các tiểu thương đã đăng ký kín chỗ. Chợ chủ yếu kinh doanh các mặt hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, thời trang, ẩm thực, nhất là các đặc sản Bình Thuận phục vụ nhu cầu du khách và người dân địa phương. Ngày du lịch Bình Thuận phát triển từ nhiều năm nay, thu hút đông du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, nhưng còn ít dịch vụ. Chợ đêm là loại hình góp phần đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch của địa phương, tạo công ăn việc làm cho người dân. Khu chợ đêm nằm ở trung tâm khu đô thị mới, gần biển Đồi Dương, cùng các khu nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, các điểm vui chơi giải trí, tạo điều kiện khá thuận lợi cho du khách và người dân đi tham quan mua sắm. Thưa quý vị, thời tiết Hà Nội những ngày này thì đỏng đảnh như cô gái mới lớn. Có ngày trời nắng nóng như thiêu như đốt, rồi bất chợt một cơn mưa dông, nước chút xuống xối xả. Điều này làm cho những người vốn yêu mến cảnh sắc Hà Nội có chút lo âu. Thường là đến hẹn lại lên, mùa sen đã phải về. Thế nhưng ở nhiều đầm sen thì hoa sen chưa kịp nở, đã tàn do ảnh hưởng của thời tiết. May mắn lắm chỉ có một số nơi ngoại thành sen sống sót được. Đầm Xuân Đỉnh ở khu vực Từ Liêm là một trong số đó. Vâng, và trái với mọi năm, những bạn trẻ đua nhau về công viên nước Hồ Tây thì năm nay họ lại kéo về đầm Xuân Đỉnh. Và hãy cùng với phóng viên của Sống 24 giờ, mà đó chính là tôi đây, cùng trải nghiệm một địa điểm dường như là những đóa sen ở đây đã vượt qua được thử thách khắc nghiệt của thời tiết. Đầm Xuân Đỉnh, 4 giờ sáng. Những người nông dân bắt đầu một ngày mới bằng việc thu hoạch đài và hoa sen. Trải qua một cơn mưa vào ngày hôm trước, không khí buổi sáng trong lành và dịu mát. Gần 6 giờ sáng, mặt trời mới bắt đầu ló dạng. Công việc của những người nông dân kết thúc là lúc những bông hoa sen hiện rõ, vươn thẳng đón nắng mặt trời. Một ngày mới đã bắt đầu. Vào mùa này, với rất nhiều người, điều tuyệt vời nhất vào buổi sáng sớm đó là được thức dậy giữa một bờ biển. Thế nhưng nếu bạn đang ở một thủ đô ồn ào và nhộn nhịp, nóng bức thì có lẽ điều tuyệt vời nhất đó là được thức dậy giữa một đầm sen bao la và rộng lớn như thế này. Anh Dương Văn Đạt là chủ của đầm sen rộng hơn 2 hectare này. Anh cho biết đầm sen hình thành từ năm 1991. 5 năm trở lại đây, phát triển rộng rãi mô hình dịch vụ tham quan chụp ảnh. Ngày càng cái nhu cầu của các bạn trẻ ở Hà Thành thì mình có bỏ công sức ra để làm cái cây cầu để cho các bạn trẻ đến để chụp và cái không khí nó trong lành hơn. Khi cái nhộn nhịp của trong thành phố nó rất là đông đúc thì mình mở ra cái này thì các bạn đến và cảm nhận được. Những bông hoa chết do thời tiết khắc nghiệt đang dần nhường chỗ cho những nụ hoa mới. Giống hoa này, theo anh Đạt, càng nóng càng khoe sắc. Vẻ đẹp của những đóa sen này đã kéo nhiều người tìm đến đây để chụp những bộ ảnh kỷ niệm. Vì hoa sen là một trong những hoa truyền thống của Việt Nam mình, mà mình thì là người Việt Nam thì chắc chắn là mình muốn có một cái bộ ảnh làm kỷ niệm về tuổi trẻ, ghi dấu ấn ở tuổi trẻ, sau này mình có thể xem lại. Đấy là một loài hoa dù sống giữa bùn tanh nhưng lại rất tỏa hương, rất thơm và đẹp nữa. Nên là mình cảm giác là khi được chụp ảnh với hoa sen thì mình cảm thấy rất là vui và mình muốn chọn những trang phục mà có thể tìm được về những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Thời điểm sáng sớm, theo những người đam mê nhiếp ảnh, cũng là lúc tuyệt vời nhất để ghi lại những hình ảnh đẹp của sen.
khi mà ánh nắng rọi xuống ấy thì cái tựa sen, búp sen ấy nhìn nó rất đẹp. Nó toát lên cái vẻ thuần khiết của nó và vết đầy đầy cát, đầy trang. Vì khi đấy lá và sen nó rất là còn tươi và ánh sáng nó sẽ tạo nên cái khung hình một cái màu xanh này, xong rồi kết hợp đấy vài điểm nhấn là vài bông sen thì bức ảnh sẽ rất là đẹp. Đến đây rồi, nếu bạn không chụp cho mình những bức ảnh để lưu giữ tuổi trẻ thì thật là đáng tiếc. Và dường như giữa thiên nhiên tươi đẹp làm cho lòng người càng thêm rung động. Và dường như ai cũng hiểu rõ thêm một câu nói: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Mùa hè mang cái nắng cháy bỏng đến mảnh đất này và xoa dịu sự gay gắt đó bằng những đóa sen thơm ngát, khiến ai cũng khó lòng bỏ qua. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các số báo sáng nay. Đầu tiên là bài viết được đăng tải trên báo Lao Động về những cuộc sống của những người diêm dân tại Ninh Thuận năm nay, muối mặn nhưng nhạt tiền. Câu chuyện này cho biết là toàn tỉnh Ninh Thuận có tới hơn 3.000 hecta sản xuất muối, trong đó thì có tới hơn 2.000 hecta muối công nghiệp và 652 hecta muối nền đất. Chỉ riêng huyện ở Ninh Hải thì đã có tới hơn 600 hectare muối nền đất và tới hơn 50 hectare muối nền bạt. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2016 thì sản lượng muối tại huyện này đã đạt tới 84% chỉ tiêu đề ra. Thế nhưng mà giá muối rất thấp nên lượng muối tồn trong dân khá lớn. Thống kê đến tháng 3 năm 2016 thì có đến 30.000 tấn muối của người dân hiện nay vẫn chưa được bán. Ông Trần Hữu Nhân, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ninh Hải cho biết là không chỉ muối tồn trong dân mà các cơ sở thu mua muối cũng bị tồn kho hàng chục nghìn tấn và chưa tìm được đầu ra. Có mặt tại một số những cơ sở tiêu thụ muối thì phóng viên đã được biết rằng hiện nay họ đang gặp khó khăn vì đầu ra không ổn định. Trước đây thị trường của các cơ sở này chủ yếu là các tỉnh phía Bắc và phía Nam, nhưng hiện tại thì các địa phương này chuyển sang tiêu thụ muối nhập từ Ấn Độ và Trung Quốc nên họ đã không thể thu mua muối cho dân với giá cao được. Liệu người Việt có phải đang uống bã thuốc đông y là một câu hỏi đặt ra ở trên trang 8 của báo Giao thông ngày hôm nay. Vốn được xếp vào nhóm thuốc quý cộng với lời đồn phòng chống ung thư, đông trùng hạ thảo là sản phẩm dược liệu được nhiều người lùng mua. Lướt trên phố Lãn Ông, thuốc Bắc Hà Nội thì cũng đã thấy mê hồn trận đông trùng hạ thảo với giá vô cùng phong phú, giao động từ 100 cho đến 800 triệu đồng 1 kg, thậm chí có những nơi giao hàng loại xịn đặc biệt, có một gốc từ Tây Tạng có giá lên tới từ 1,8 đến 2 tỷ đồng 1 kg. Lương y Vũ Quốc Trung, phòng chẩn trị y học cổ truyền chùa Cảm ứng Hà Nội cho biết, loại đông trùng hạ thảo thật sự từ thiên nhiên cực hiếm và đắt vô cùng. Do vậy trên thị trường hiện phần nhiều là các loại đông trùng hạ thảo nhân tạo có giá trị thấp hơn nhiều so với loại tự nhiên. Thậm chí do nhu cầu lớn nên đông trùng hạ thảo còn bị làm giả rất tinh vi mà không kiểm soát được. Ông Trung cho biết thêm, việc phân biệt thật giả dựa trên các tiêu chí như màu sắc, mùi vị hay hình dạng ở chân hay là mắt đông trùng. Tuy nhiên, đối với người không có chuyên môn thì khó có thể phát hiện được hàng thật hàng giả. Vì vậy, nếu không mua được đúng đông trùng hạ thảo thật thì giá trị chữa bệnh không những không có mà còn tiền mất tật mang. Lương y Nguyễn Xuân Hướng, nguyên chủ tịch Hội Đông y Hà Nội cho biết, các loại dược liệu nhập từ Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, phần nhiều là dược liệu loại 3 và 4, không có dược liệu loại 1 và 2. Ngoài ra thì các thuốc giã, bã thuốc là thứ dược liệu đã bị rút hết các hoạt chất. Dẫn chứng cho điều này thì ông Hướng cho hay, mới đây ông được nhờ thẩm định 6 vị dược liệu trong lô hàng dược liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, không rõ nguồn gốc, bị cơ quan chức năng bắt giữ. Kết quả là chỉ có 2 vị đương quy và cam thảo là chính phẩm, còn lại thì vị đan bì là thuốc loại 3, xuyên khung hoàng kỳ là bã thuốc do đã bị ép lấy hết hoạt chất.
Còn vị còn lại là vị uy linh tiên, thường dùng rễ nhưng họ đã tỉa mất 2/3 bộ rễ, không đủ chất lượng để bào chế thuốc. Trong lĩnh vực y tế, trên báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay có bài viết đáng chú ý, chưa có chuẩn cho giá khám dịch vụ. Theo bài viết này, khi trao đổi với phóng viên của báo Tuổi Trẻ thì đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế đã thừa nhận là hiện không có tiêu chí nào cho các phòng bệnh dịch vụ, khám dịch vụ, mà đây được coi là thỏa thuận giữa bệnh nhân và bệnh viện. Các văn bản hiện hành hiện nay cũng chưa minh bạch như thế nào là tự nguyện, dịch vụ đều không có. Và vị này cũng cho biết các dịch vụ khám chữa bệnh tự nguyện tại các bệnh viện công lập cũng được thu theo thỏa thuận với người bệnh. Chỉ cần bệnh viện công khai mức thu, trong khi theo khảo sát của phóng viên thì giá khám giáo sư hay là sinh dịch vụ tại bệnh viện công hiện có nơi còn cao hơn cả bệnh viện tư. Trong khi đó thì rất nhiều bệnh nhân khi nhập viện điều trị hiện nay lại đang thấy chất lượng dịch vụ đang không tương xứng với giá viện phí. Trên trang 3 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay đăng tải bài viết Sống sợ hãi trong chung cư cũ. Không chỉ riêng chung cư ma 727 Trần Hưng Đạo ở quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh còn có hàng trăm chung cư cũ đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Đa số các chung cư này được xây dựng trước năm 1975, hạ tầng hư hỏng tới mức là không thể sửa chữa. Thế nhưng nhiều năm qua thì hàng chục con người vẫn đang phải sống trong điều kiện như thế. Cụm chung cư Ngô Gia Tự ở phường 2, quận 10 được xây dựng vào năm 1968. Sau gần 50 năm tồn tại, cụm chung cư trở nên sập sệ tới mức là người dân thường nói với nhau đừng đi mạnh chân quá kẻo vữa trên trần rớt xuống. Anh Trần Đức Nam ngụ ở khu L cho hay là phải khóa cửa sau để không cho con nít đi vào khu vực nguy hiểm. Bà Nguyễn Thị Xến ở 16-17 lô H chung cư Ngô Gia Tự nói thêm, sống ở đây cực lắm, mưa to tạt thẳng vào nhà, nhiều người phải dùng bạt tre mới đỡ phần nào, hết mưa là sàn nhà đầy nước đọng, lại phải hì hục đi lau nhà. Tại chung cư Vĩnh Hội ở quận 4 thì tình hình cũng không khá gì hơn, thậm chí là có hộ ở đây dán thông báo cho thuê nhà, nhiều người đến xem rồi không dám thuê với lý do là ai cũng hiểu. Trong khi đó thì ở tại chung cư số 350 Hoàng Văn Thụ ở quận Tân Bình, được xây từ năm 1968, rất hoang vắng, chẳng khác gì chung cư ma 727 Trần Hưng Đạo. Tại đây thì có nhiều căn hộ đã bị bỏ hoang, bên trong đổ đạc cũ, mục nát, sàn nhà thì ứ đọng nước bẩn, trông rất nhếch nhác. Có một câu hỏi trong lĩnh vực giáo dục đã không còn mới, thế nhưng mà hiện nay vẫn chưa tìm được lời giải đáp, đó là dạy thêm có cấm được không? Ngày hôm nay, tác giả Nguyễn Dũng của báo Tiền Phong tiếp tục tìm câu trả lời cho câu hỏi này bằng việc tìm ý kiến của những người liên quan. Bài viết trích dẫn ý kiến của ông Nguyễn Đình Độ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Thành Nhân thuộc quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc cấm dạy thêm học thêm là đúng, tuy nhiên rất khó thực hiện và dễ sinh ra biến tướng. Theo ông Độ, muốn chấm dứt dạy thêm thì phải đi tìm nguyên nhân và giải quyết được cái gốc, chứ không thể nói cấm giáo viên dạy thêm là được. Nguyên do ở đây là phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo bó buộc thời gian, trong khi chương trình lại quá nặng khiến giáo viên khó có thể truyền tải hết kiến thức, đề thi lại đánh đố nâng cao. Bên cạnh đó, mô hình trường chuyên lớp chọn vẫn tồn tại, vì vậy học sinh muốn vào trường chuyên buộc phải học thêm luyện thi để cạnh tranh với nhau. Hay ông Đỗ Đức Anh, giáo viên dạy văn trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân cho biết, từ lâu nay nhiều lần chủ trương cấm nhưng không được là do xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Ông Anh dẫn ví dụ với chương trình học nặng như hiện nay và thời lượng là 45 phút một tiết học thì giáo viên khó mà truyền tải hết được các kiến thức cho các học sinh. Một giáo viên trung học cơ sở thuộc quận 12 đã bức xúc trước định kiến về việc dạy thêm và cho rằng trước khi cấm dạy thêm thì hãy cho lương chúng tôi đủ sống. Việc dạy thêm tại trường vừa giúp phụ huynh đỡ phải đưa đón, giáo viên có thêm thu nhập. Nếu bây giờ cấm dạy thêm ở trong trường mà ra trung tâm dạy thì chả khác nào tiếp tay cho hình thức kinh doanh này. Và tiếp theo chương trình trong phần câu chuyện buổi sáng, học sinh cả nước đã bước vào kỳ nghỉ hè và câu chuyện sân chơi cho trẻ em lại trở nên nóng hơn. Không chỉ thiếu về không gian, các sân chơi cho trẻ em thành phố cũng chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo về chất lượng. Tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates tặng 100.000 con gà cho người nghèo trên toàn thế giới. Warcraft là một trong những trò chơi điện tử có lượng người chơi đông nhất thế giới. Do đó, bộ phim phỏng theo trò chơi này đang được hàng triệu người hâm mộ chờ đón. Thưa quý vị, mùa hè khi mà kỳ nghỉ dài nhất trong năm của các em học sinh bắt đầu cũng là lúc mà các gia đình chú ý nhiều hơn tới việc tìm kiếm địa điểm vui chơi cho con em mình.
Và chắc hẳn thì ai cũng muốn con trẻ có được những sân chơi rộng rãi, an toàn, bổ ích để có thể chơi đùa một cách vui vẻ trong 3 tháng hè, đúng không ạ? Đúng vậy, tuy nhiên là điều này càng khó khăn, nhất là đối với trẻ em ở thành phố. Lý do là không gian vui chơi ở các khu phố, khu chung cư hiện nay dường như là không được quan tâm, luôn bị cắt xén khi quy hoạch. Thậm chí nhiều nơi nếu có sân chơi rồi thì cũng bị người lớn sử dụng để làm quán ăn, làm nơi buôn bán để mưu sinh, ghi nhận của phóng viên VTC. Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính từng được xem là một khu đô thị kiểu mẫu ở Hà Nội, thế nhưng gần như rất ít không gian dành cho hoạt động cộng đồng. Dưới mỗi tòa nhà thường có một sân chung cư như thế này, thế nhưng thay vì dành cho trẻ nhỏ, sân chung cư đã biến thành chỗ gửi xe, cửa hàng tạp hóa hay là quán trà đá vỉa hè. Tôi đã về đây nữa tới chục năm rồi, nhưng mà thực chất mà nói thì cái nơi mà cho các cháu nhỏ rồi này, các người già chơi thì rất là hạn ít. Tôi nói ví dụ như cái chung cư chẳng hạn, ngay cái khu vực ở chung cư đây mà đến năm nay, 3-4 năm nay người ta thu hồi hết để cho trông xe. Đây là cái nơi mà không còn cái chỗ cho các cháu chơi nữa. Không có chỗ chơi, vào những dịp cuối tuần, nhiều gia đình phải đưa con đi xa rất nhiều cây số để tìm đến điểm vui chơi cho trẻ. Còn ngày thường thì đa số chỉ luẩn quẩn trong nhà, rất ít được ra ngoài. Thì nó cũng không có cái chỗ chơi cho trẻ con, người già cũng không có chỗ đi thể dục. Cho nên là cũng rất phức tạp cho những khu chung cư này. Cho nên là chỉ mong là các cái cơ đô quan có là dẹp những cái chỗ này để cho các cháu có chỗ chơi. Theo nhiều chuyên gia, dù trong quy hoạch mỗi một khu đô thị đều phải có khu vực dành cho cộng đồng như nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi cho trẻ. Thế nhưng đến lúc triển khai, nhiều chủ đầu tư lại rút dần các hạng mục này. Hoặc nếu triển khai thì chỉ một số hạng mục, chứ thường không có khu vui chơi cho trẻ. Hà Nội hiện nay đang rất thiếu khu vui chơi cho trẻ. Có trẻ em nhưng bây giờ cũng không biết đưa đi đâu ngoài một số cái địa điểm rất quen thuộc. Thế thì chúng ta cần quan tâm, thành phố cần quan tâm. Cái thứ nhất là trong quy hoạch chúng ta cần giải quyết vấn đề là khu vui chơi cho trẻ em. Có thể khu vui chơi đã xong đó có thu tiền, nhưng mà để một cái nhà đầu tư nào đó đầu tư và thu tiền, chuyện ấy cũng là bình thường. Nhưng trong quy hoạch cần có. Cái điểm thứ hai nữa là nếu đã có rồi thì đừng có dễ dàng cho rút. Cái việc này thì không bắt buộc. Cái việc này thì hiện tại họ chỉ yêu cầu là ví dụ trong một khu chung cư thì tùy theo mật độ dân cư. Đấy, thì họ bắt buộc họ phải có nhà sinh hoạt cộng đồng cho khu dân cư. Đấy, họ có thể bắt buộc cái khu nhà trẻ cho khu chung cư. Chứ nếu mà ở khu vui chơi thì thực sự lại không có quy định bắt buộc trong cái về cái quy định của chung. Cũng vì không bắt buộc nên Hà Nội được xem là thành phố thiếu nghiêm trọng khu vui chơi dành cho trẻ, đặc biệt là tại các khu chung cư. Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện có tới 70% khu chung cư tại thành phố không có vui chơi cho trẻ. Điều đó đồng nghĩa, mùa hè này, nhiều phụ huynh sẽ phải lực bất tòng tâm nhốt con ở nhà, giải trí với các trò chơi điện tử. Thiếu sân chơi cho trẻ em đô thị là câu chuyện đã được nhắc đến từ lâu. Tuy nhiên thì việc tìm giải pháp cho việc này là điều không hề dễ. Thậm chí nếu có giải pháp rồi thì cũng khó có chế tài gì để bắt buộc các doanh nghiệp, các đơn vị ở cơ sở thực hiện nghiêm, đúng không ạ? Vâng, không chỉ thiếu về số lượng mà chất lượng các sân chơi, không gian sinh hoạt dịp hè cho trẻ cũng đang khá hạn chế. Từ vài mùa hè trở lại đây thì mô hình cho trẻ em tham gia các hoạt động tại trại hè cũng được nhiều phụ huynh học sinh ở thành phố lựa chọn. Và đến với các trại hè thì các em còn được rèn luyện nhiều kỹ năng sống như là làm việc nhóm hay rèn luyện tính kỷ luật, sống tự lập hay đơn giản là học cách trò chuyện, làm quen với những người bạn mới. Mô hình này được xem là ít rủi ro vì có sự kiểm soát của người lớn. Chơi đùa với bạn bè cùng trang lứa, hòa mình với thiên nhiên, học các kỹ năng, được thảo luận các vấn đề xã hội hay say mê với sở thích cá nhân. Đó là những gì khiến các em học sinh thích thú với các hoạt động tại trại hè. Khi tham gia trại hè này thì con có quen biết được thêm nhiều bạn mới hơn. Con thấy là mình trở nên thân thiện và hòa đồng hơn các bạn ạ. Mình cũng được giao lưu với những người xung quanh, rồi là thậm chí mình cũng được học về cách bảo vệ môi trường, về
những cái vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Con cũng khá là người cũng thích bảo vệ môi trường, nhưng mà có điều là cậu cũng không biết làm thế nào. Bây giờ trại hè này con giúp con biết cách làm. Trại hè là một sân chơi bổ ích, an toàn và có định hướng dưới sự hướng dẫn của người phụ trách, của các chuyên gia. Thông qua các hoạt động trải nghiệm này, các em sẽ được học thêm các kỹ năng mới, thậm chí là sẽ khám phá ra những sở thích và đam mê của bản thân. Sau một cái mùa hè mà đi trại hè thì các bạn được tham gia những hoạt động tập thể. Ngoài ra là có một cái ý nghĩa là các bạn làm sao đấy trong một thời gian nhất định có thể sống tự lập, tự lo cho bản thân của mình, tự bảo vệ mình và tự chăm sóc mình. Sau một mùa hè bao giờ các bạn cũng lớn lên, kể cả thể chất và tinh thần. Nhu cầu gửi con em đến các trại hè của các bậc phụ huynh thành phố hiện nay là khá lớn. Họ cũng có nhiều lựa chọn từ các mô hình của đoàn, đội đến các đơn vị tư nhân tổ chức. Tuy nhiên, với mức phí trung bình khoảng 7 triệu đồng cho mỗi một hoạt động trại hè dài 10 ngày hiện nay, cũng không có nhiều gia đình có thể cho con mình tham gia các hoạt động này. Thì cái việc cân đối chi phí đấy là một vấn đề, và bố mẹ cũng phải bỏ ra một khoản tiền không phải nhỏ, tôi nghĩ là như vậy, để mà tổ chức được không chỉ là hoạt động trông, tức là trông giữ chúng được trong một khoảng thời gian, mà phải tổ chức được các hoạt động đi tham quan, rồi là mời người đến giao lưu, vân vân, thì luôn luôn cần kinh phí. Tuy nhiên, chất lượng của các mô hình trại hè hiện nay mới đáng là điều cần phải bàn tới để thật sự là một sân chơi an toàn, bổ ích cho trẻ. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin về một số sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 6. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập trên địa bàn Hà Nội. Trong hai ngày vừa qua, thí sinh đã thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ và môn chuyên. Theo đánh giá của thí sinh, đề thi phù hợp vừa sức, nằm trong chương trình học phổ thông. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thường được đánh giá là kỳ thi căng thẳng, nghiêm túc, thậm chí còn hơn cả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngày hôm nay, tại Nhà hát lớn Hà Nội, đêm nhạc Pháp và Đức sẽ được tổ chức dưới sự tham gia của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, cùng dàn nhạc giao hưởng VNOB, dàn hợp xướng Hà Nội, dàn hợp xướng Hà Nội Fred và dàn hợp xướng Xuân. Chương trình hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một buổi tối thú vị. Ngày hôm nay tại Le Space Hà Nội sẽ diễn ra buổi chiếu phim huyền thoại Jabberloop. Đây là câu chuyện có thật của Pierre Durand và con ngựa Jabberloop của ông tại Thế vận hội Seoul. Đầu những năm 80, Pierre Durand dành cả con người và tâm hồn cho niềm đam mê của mình là những cú nhảy vượt chướng ngại vật cho một chú ngựa non trẻ mà không ai tin tưởng, Jabberloop. Tuy nhiên, Thế vận hội Los Angeles là một sự thất bại khủng khiếp và Pierre ý thức được sự yếu kém của mình. Cùng với sự giúp đỡ của vợ mình và người giữ ngựa, Pierre lấy lại niềm tin của Jabberloop và xây dựng một mối quan hệ đưa họ tới Thế vận hội Seoul năm 1988. Ngày hôm nay, triển lãm Vào Hạ diễn ra tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là triển lãm của hai họa sĩ Nguyễn Thành Long và Nguyễn Đức Hiếu. Nguyễn Thành Long được biết đến qua nhiều tác phẩm tranh phong cảnh bằng chất liệu sơn dầu, sơn mài với bút pháp bay bổng, phóng khoáng, gây ấn tượng mạnh với người xem. Trong khi đó, Nguyễn Đức Hiếu đã từng tham gia các triển lãm trong và ngoài nước và được đánh giá cao. Triển lãm gồm những tác phẩm có màu sắc tươi sáng ấn tượng, đậm chất của mùa hè. Hôm 6 tháng 6 vừa qua, thì hơn 1 tỷ tín đồ Hồi giáo trên thế giới đã bắt đầu tháng lễ nhịn ăn Ramadan, dự kiến kéo dài đến ngày 5 tháng 7 tới. Trước khi bắt đầu tháng lễ Ramadan, thì người dân Ai Cập đã chuẩn bị đầy đủ hàng hóa để phục vụ nhu cầu rất lớn của người dân trong dịp này. Tuy nhiên, người dân nước này vẫn không tránh khỏi việc phải đối mặt với giá hàng hóa tăng cao trong mùa lễ. Nadia, một bà nội trợ ở thủ đô Cairo, có hai đứa con đang trong độ tuổi đi học. Cả gia đình sống nhờ vào thu nhập của chồng, một người lái xe, với mức lương mỗi tháng khoảng hơn 3.000 bảng Ai Cập, tương đương 383 đô la Mỹ một tháng. Đây là một mức thu nhập tương đối cao vì mức lương trung bình của người dân nơi đây là dưới 1.000 pao Ai Cập. Tuy nhiên, Nadia và gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn do giá cả hàng hóa tăng cao. Giá các mặt hàng thực sự cao trong tháng Ramadan năm nay, mặc dù nó không quá tệ như năm ngoái. Ví dụ như mận là 65 pao Ai Cập một cân trong năm nay, chúng tôi đã không mua chúng bởi vì chúng tôi không đủ khả năng. Một bữa ăn cho toàn bộ gia đình có giá khoảng 80 pao Ai Cập trong tháng Ramadan năm ngoái.
nhưng năm nay nó sẽ rơi vào khoảng 160 đến 190 pound Ai Cập. Nadia cũng cho biết giá thịt bò rơi vào khoảng ít nhất 70 đến 80 pound Ai Cập 1 kg trong năm nay, cao hơn năm ngoái ít nhất 10%, do đó cô đã phải mua gà để thay thế. Trong khi đó, giá thức ăn phổ biến để nấu bữa ăn sáng trong lễ Ramadan như quả trà là, óc chó và các loại trái cây khác đều tăng, theo thống kê của Ban Thị trường Ai Cập. Ví dụ, giá mơ đã tăng hơn 75% so với năm ngoái, buộc nhiều gia đình phải hạn chế mua hơn. Các chuyên gia cho rằng việc thiếu nghiêm trọng đồng đô la Mỹ là nguyên nhân đằng sau của việc tăng giá như này. Tại Ai Cập, nhiều loại thực phẩm cho tháng lễ Ramadan buộc phải nhập khẩu từ nước ngoài bằng đồng đô la Mỹ. Sự thiếu hụt đô la Mỹ hiện nay khiến nhiều nhà nhập khẩu thực phẩm phải đến các thị trường chợ đen để trao đổi lấy đô Mỹ. Họ mua đô với giá cao và chắc chắn họ sẽ bán các thực phẩm nhập khẩu với giá cao. Hiện, thu nhập ngoại hối đang trên đà giảm tại Ai Cập đã bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm xuất khẩu và kiều hối, cũng như các ngành công nghiệp du lịch dậm chân tại chỗ. Thống kê cho thấy, dự trữ ngoại hối của Ai Cập chỉ có thể chi trả cho hơn 3 tháng nhập khẩu. Sau 7 thập kỷ ngồi trên ngai vàng, quốc vương Bhumibol được nhiều người Thái xem là trụ cột cho sự ổn định của đất nước Chùa Vàng. Vị quốc vương 88 tuổi này cũng là vị vua trị vì lâu nhất thế giới hiện nay. Mới đây, người dân Thái Lan đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm trị vì của quốc vương Bhumibol Adulyadej một cách long trọng. Lễ kỷ niệm bao gồm một nghi lễ do 770 nhà sư chủ trì. Đây được xem là con số tốt lành. Các hoạt động này nhằm nhắc nhở người dân về mối quan hệ của họ với quốc vương Bhumibol, người được xem là một phần không thể thiếu của bản sắc dân tộc và cũng là người cha của đất nước. Ở bất cứ nơi nào đoàn xe của quốc vương đi qua, người dân đều tụ tập đón chào. Nhiều người còn mặc các trang phục có màu sắc của hoàng gia vào ngày sinh nhật của họ. Tuy nhiên, xen lẫn trong không khí mừng ngày kỷ niệm là nỗi lo lắng về sức khỏe của quốc vương và tình hình chính trị. Quốc vương Thái Lan vừa phẫu thuật tim hôm 7 tháng 6 vừa qua, sau khi ở trong bệnh viện hơn một năm để điều trị nhiều căn bệnh. Trong thời gian này, tôi muốn kêu gọi tất cả người dân Thái Lan cùng kết hợp để đưa đất nước của chúng ta trở nên hòa bình, đi đúng với ước nguyện của vua Bhumibol. Nhà vua đã lên ngôi 70 năm rồi. Mỗi dịp kỷ niệm lớn như 50, 60 hay 70 năm, tôi đều mua một món đồ lưu niệm. Đây là một dịp rất đặc biệt. Được biết, chế độ quân chủ vốn không nắm thực quyền ở Thái Lan từ lâu. Năm 1946, khi mới 18 tuổi, quốc vương Bhumibol thừa kế ngai vàng vốn đang lung lay sau khi chế độ quân chủ tập quyền chấm dứt vào năm 1932. Qua nhiều thập kỷ trị vì, quốc vương chiếm được tình cảm của hàng triệu người dân thông qua các hoạt động y tế cộng đồng và phát triển vùng nông thôn. Điều này giúp chế độ quân chủ tìm lại được chỗ đứng vững chắc tại đất nước mà chính trị vẫn luôn bị quân đội thâu tóm phần lớn. Nổi tiếng là thường xuyên làm đảo chính, tuy nhiên quân đội Thái Lan rất trung thành với hoàng gia. Mới đây thì một trung tâm rất đặc biệt dành cho trẻ em được mở ra ngay trong khuôn viên của Đại học Wollongong ở Australia. Tại khu vui chơi này thì mỗi trò chơi đều có những ý nghĩa riêng và sẽ mang đến bài học bổ ích cho các bé. Đây được xem là trung tâm đầu tiên trên thế giới hoạt động theo hình thức như vậy. Trung tâm có tên gọi là The Early Start Discovery Space, chào đón trẻ em từ sơ sinh đến 12 tuổi. Hơn 135 nghiên cứu sinh, chuyên gia về trẻ em luôn túc trực ở khu vực vui chơi để sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bé. Trung tâm này được xem là môi trường học tập lý tưởng cho các bé khi cung cấp nhiều kiến thức từ cơ bản đến định hướng nghề nghiệp tương lai qua các trò chơi. Ví dụ như đường hầm này sẽ giúp các bé học tập một cách trực quan về quá trình tiêu hóa thức ăn vào miệng và đi qua dạ dày. Hay ở một khu vực khác, các bé có thể chơi bán đồ hàng, giúp nâng cao khả năng tính toán và giao tiếp với những người xung quanh. Các em cũng có thể chơi các trò chơi như là xây nhà, vẽ tranh, múa, qua đó góp phần định hướng tương lai. Trẻ em sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời khi đến với trung tâm này, và đây cũng sẽ là nơi giúp các bậc phụ huynh biết được cách giáo dục, cung cấp kiến thức cho con mình và có thể phát triển tài năng của các bé. Tại đây, các nhân viên sẽ không hướng dẫn các bé cách chơi như thế nào. Thay vào đó, họ sẽ để các em tự do vui đùa, thỏa thích sáng tạo và khám phá. Trung tâm cũng khuyến khích các bậc cha mẹ cùng chơi đùa với con mình, qua đó tăng thêm sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
Người giàu nhất thế giới tỷ phú Bill Gates mới đây thông báo sẽ tặng 100.000 con gà cho người nghèo tại các nước đang phát triển. Động thái này nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống đói nghèo của nhiều quốc gia trên toàn thế giới, bởi chăn nuôi và buôn bán gà là một hướng đi thoát nghèo hiệu quả cho các hộ gia đình. Theo thông tin của Quỹ Từ thiện Bill and Melinda Gates, là một tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, 100.000 chú gà con này sẽ được chuyển tới các vùng nông thôn của 24 quốc gia đang phát triển, từ Burkina Faso tới Bolivia. Công tác phân phối và quản lý nuôi nhân giống sẽ do Quỹ Từ thiện Heifer International, đơn vị hợp tác trong chương trình này đảm nhiệm. Mục tiêu của chương trình là tăng tỷ lệ chăn nuôi gà tại các khu vực còn đói nghèo như Tây Phi lên 30% so với con số 5% hiện nay. Không có công việc gì là đem lại lợi nhuận cao, mà vốn đầu tư lại ít như nuôi gà. Hy vọng rằng cộng đồng sẽ chung tay quyên góp cho chương trình qua Quỹ Heifer International. Quỹ Bill and Melinda Gates cho biết, chăn nuôi và buôn bán gà là một hướng đi thoát nghèo hiệu quả cho các hộ gia đình. Một nông dân chăn nuôi 250 con gà trên một năm có thể thu về $1,250. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, có khoảng 800 triệu người trên thế giới đang sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, nghiêm trọng nhất là tại các nước đang diễn ra xung đột. Bom tấn được chuyển thể từ trò chơi điện tử nổi tiếng Warcraft đang trở thành hiện tượng màn ảnh hè 2016 tại Trung Quốc, khi lượng vé của buổi công chiếu sớm đã được bán hết với tốc độ chóng mặt. Trong đó thì khoảng 1.300 fan của bộ phim đã tụ tập để cosplay trước buổi ra mắt Warcraft tại một rạp chiếu phim ở Shanghai. Những fan hâm mộ bộ phim đã cosplay như các nhân vật trong thế giới game Warcraft, hào hứng chụp ảnh trước buổi ra mắt. Ali, người chơi World of Warcraft trong 11 năm, là một trong 6 người đứng ra tổ chức các sự kiện về Warcraft trước buổi ra mắt phim này. Đó là một cảm giác, là một đức tin. Chúng tôi đã chơi Warcraft trong nhiều năm và chúng tôi muốn được quay lại những ngày tháng tuổi trẻ đó. Việc chiếu sớm tại thị trường Trung Quốc được đánh giá là một động thái khôn ngoan của nhà sản xuất Legendary Pictures và Universal Pictures để tranh giành thị phần tại thị trường phim lớn thứ hai trên thế giới này. Theo nhận định của các chuyên gia phân tích, Warcraft có thể sở hữu lượng doanh thu vượt qua mức 2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 350 triệu đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc bộ phim lấy ý tưởng từ trò chơi điện tử này sẽ vượt qua cả Zootopia để trở thành bom tấn ăn khách thứ hai tại phòng vé Trung Quốc, chỉ sau Nàng tiên cá của Stephen Chow. Dự đoán này là có cơ sở bởi Trung Quốc có nhiều game thủ là tín đồ trung thành của trò chơi này. Ước tính ít nhất 10 triệu người Trung Quốc là những người chơi chuyên nghiệp trong tổng số 100 triệu người chơi Warcraft trên toàn thế giới. Trước đó, bộ phim cũng đã thu về 30 triệu đô la Mỹ trên một số quốc gia được chiếu sớm như Pháp, Indonesia, Philippines, Đức, Nga. Đây là bước tiến hoàn hảo trước khi Warcraft đổ bộ vào thị trường quê nhà Bắc Mỹ nói riêng và thế giới nói chung vào ngày 10 tháng 6 tới. Ngày 8 tháng 6, theo giờ Mỹ, bộ phim hoạt hình Finding Dory phần 2 của bộ phim hoạt hình cực kỳ ăn khách Finding Nemo đã chính thức được ra mắt khán giả tại Hollywood. Trong buổi lễ còn có sự tham gia của MC truyền hình nổi tiếng Ellen DeGeneres, người đã góp giọng lồng tiếng cho bộ phim. Theo đó, bộ phim Finding Dory đã có một màn ra mắt khá ấn tượng ở khắp Hollywood. Nữ MC Ellen DeGeneres cho biết cô cảm thấy rất vui khi có mặt ở đây và được đứng chung cùng hàng ngũ đoàn làm phim. Tôi rất vui khi được có mặt tại đây. Thành thật mà nói, khi nhận được lời mời lồng tiếng, tôi đã nghĩ đây là một trò đùa. Tuy nhiên, đó là chuyện của 3 năm trước. Sau đó, tôi đã phải rất cố gắng để bắt kịp với tất cả mọi người, bởi vì Dory luôn bị bỏ lại phía sau. Finding Dory lấy bối cảnh 6 tháng sau khi Finding Nemo, khi mà Dory nhớ nhà và quyết định lên đường tìm xem cha mẹ cũng như quê hương mình ở đâu. Không giống như phần 1, phần lớn lấy bối cảnh ở đại dương sâu thẳm, Finding Dory chủ yếu sẽ diễn ra tại Viện Sinh học Biển California. Finding Nemo là bộ phim đầu tiên của Pixar chiến thắng một giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất năm 2004 và là một trong những bộ phim hoạt hình hay nhất mọi thời đại. Bộ phim đạt doanh thu 936 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới. Finding Dory cũng hứa hẹn sẽ là một ứng cử viên tiềm năng cho Oscar 2017. Phim sẽ ra mắt khán giả thế giới vào ngày 17 tháng 6 này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.